khó quên nhất chắc là ở Tây Bắc, những nơi ở Tây Bắc, đặc biệt nhất á, là ở Yên Bái và Cao Bằng. Thì ở Cao Bằng á, thì là mọi người sẽ được, bản thân Chương á, bản thân em á, thì sẽ cảm nhận được là nó có một cái sự hùng vĩ của cao nguyên đá. Nó rất là, khi bạn đứng đó đúng không, bạn sẽ cảm thấy mình rất là nhỏ bé ở cái thế giới này. Xin chào mọi người, Hòa Bình đây. Mấy clip gần đây thì không thấy mình nói chuyện trực tiếp này đúng không? Dạo này hơi mood introvert bật lên ấy, nên là cứ ghép hình với tiếng vậy thôi. Nhưng mà hôm nay cảm thấy có nhiều năng lượng nên là sẽ ghi hình trực tiếp. Thì mình phát hiện ra là hay bởi vì mood introvert nó cao nên gần đây mình toàn thu hút những người bạn mới cũng như vậy. Dù mọi người có đam mê sở thích gì như âm nhạc, thể thao hay là rất thích đi du lịch thì đều rất là thu mình và có một thế giới tâm hồn nói chung là đặc sệt introvert. Ngày hôm nay thì chắc là phải có một cuộc trò chuyện mang tính tượng trưng. Đây, đây là tượng trưng cho khách mời ngày hôm nay. Em chào mọi người đi, giới thiệu về bản thân. Vâng, xin chào mọi người nhé. Chào khán giả của chị Hòa Bình. Thì mình tên là Trương. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh và đang làm việc trong mảng media và truyền thông của ngành du lịch. Cảm ơn Trương. Đấy, media và truyền thông là công việc chính của bạn ý. Nhưng mà lý do mà bạn ý vào công ty khiến mình đã rất là ngạc nhiên và quyết định là bấm máy quay. Em có thể chia sẻ một chút về lý do em chọn công ty du lịch để em làm việc không? Trước đây em làm bất động sản đúng không? Chị Vâng, vẫn... đúng rồi ạ. Thì trước đây là công việc của mình là cũng là media và truyền thông nhưng mà trong ngành bất động sản. Nhưng mà sau đó thì và mình là một người có sở thích là đi du lịch và chủ yếu là đi du lịch bụi. Và ở cái công ty này mình đang làm này mình đi nhiều, rất là nhiều. Thành ra mình là khách hàng ruột. Một cái cơ duyên một ngày đẹp trời mình qua công ty đó mình chơi. Xong tự nhiên mình nói chuyện với lại cái anh CEO, anh founder ở công ty đó. Và ngày mai ký hợp đồng đi làm luôn. Đấy, rất là ngẫu nhiên và làm việc cho tới bây giờ. Em có thể chia sẻ cho chị là giá trị gì lớn nhất ở những chuyến du lịch mà khiến cho em cảm thấy là yêu thích làm du lịch? Tại vì đi du lịch thì chắc chắn là những cái mới hay rồi, nhưng mà yêu thích để làm luôn ấy, em có thể chia sẻ được không? Vâng, thì cái mà mình thấy rõ nhất đó, đó là mỗi chuyến đi của mình đó, mình đều có một cái bài học, mình đều có một cái gì đó rút ra cho mình. Đơn giản như là khi mà bạn đi tới một cái vùng đất mới á, bạn sẽ học được cái văn hóa này, con người nơi đó này, và nó khiến cho bạn biết được nhiều hơn. Đấy, thì qua qua những chuyến du lịch đó thì mình cảm thấy được mình hiểu rõ hơn về con người, đất nước và văn hóa, đặc biệt là ở Việt Nam đi chẳng hạn, thì nó khiến cho mình có rất là nhiều bài học mà nó khiến cho mình nó được tươi mới á, kiểu kiểu như thế. Đấy, thì thành ra rất là thú vị. Cảm ơn Trương. Thế chắc là phải hỏi cái câu hỏi mang tính rất là cá nhân, đó là mảnh đất nào hoặc là văn hóa ở vùng nào khiến cho em cảm thấy khó quên nhất, những nơi em đã từng đi qua ấy? Để mà nói những vùng đất mà bản thân em mà khó quên nhất chắc là ở Tây Bắc, những nơi ở Tây Bắc, đặc biệt nhất á, là ở Yên Bái và Cao Bằng. Thì ở Cao Bằng á, thì là mọi người sẽ được, bản thân Chương á, bản thân em á, thì sẽ cảm nhận được là nó có một cái sự hùng vĩ của cao nguyên đá. Nó rất là, khi bạn đứng đó đúng không, bạn sẽ cảm thấy mình rất là nhỏ bé ở cái thế giới này, bạn cảm thấy rất là tự hào hùng vĩ. Còn ở Yên Bái á, thì bạn sẽ cảm nhận được cái mùi thơm của lúa này, cái màu sắc này đấy, và cái sự yên bình đó, nó rất là nhẹ nhàng, rất là chill, nó khiến cho bạn muốn sống chậm lại, muốn bỏ gạt bỏ tất cả mọi thứ đi để bạn quay trở về thu mình lại, ở sống ở một cái không gian như vậy. Oh, cảm ơn em. Có một điều mà chị nghĩ là đúng kiểu đồng năng lượng ấy. Phải chị ở Cao Bằng. Kinh Thế á? lẩu không? Em biết Vâng. cái từ kinh lẩu không? À, dạ không. Uống rượu. Uống rượu. À. Ở trên quê chị thì mọi người mời rượu nhiều hơn là mời trà. Đúng rồi, đúng rồi. Đi đến nhà nào cũng sẽ thấy là mọi người mang bình rượu ra, dù nó là 7 giờ sáng Đúng rồi. thì cũng sẽ mời các bạn một chén rượu và cực kỳ là hiếu khách ấy, đúng không? Đúng, Người chính Cao Bằng xác, hiếu chính khách. xác. Em còn thích về món ăn nào ở Cao Bằng không? Ở Cao Bằng, đặc biệt, món ăn mà thích nhất ở Cao Bằng là bánh cuốn Cao Bằng. Bánh cuốn Cao Bằng thì nó không có giống như ở miền Nam của mình là À, ăn miền với Nam. lại nước mắm thôi nha, mà bánh cuốn Cao Bằng ở trên đấy sẽ ăn với nước nước súp, có nghĩa là nước canh ấy, nó rất là thanh, rất là ngọt, cực kỳ ngon. Nếu như mọi người có cơ hội thì mọi người nên thử bánh cuốn Cao Bằng một lần. Nó là một cái điều gì đấy rất là lạ với cả Bình ấy, tại vì lúc mà Bình định quay video này, Bình bảo là không biết là bạn ấy có thích
Quảng Bình không, bởi vì nãy mình nói quê của mình là Quảng Bình thôi, mình mới nói về quê nội thôi, thì hóa ra cái nơi bạn ấy thích lại là quê ngoại của mình. Chị cảm thấy rất là may mắn khi mà cả quê nội và quê ngoại đều là những cái vùng mà mọi người đều yêu thích về du Vâng, lịch. thì thật sự nó là và nói thật luôn là Quảng Bình và Ninh Bình là một trong những nơi chắc chắn mình sẽ đến trong tương lai, và nếu Chắc như có chắn. dịp mà gặp lại chị Bình một lần nữa thì lúc đó thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái suy nghĩ, cái cảm nhận của mình về Ninh Bình và Quảng Bình như thế How about cùng lên lịch. Thực ra bọn mình đang ở nhà của một người bạn cũng là đồng hương Quảng Bình. How about mình sẽ dẫn các bạn đi Ninh Bình và rồi chúng ta về Quảng Bình. Biết đâu đấy. đúng. À, bởi vì Trương cũng có một YouTube, một kênh YouTube. Cho nên là mọi người hãy follow Thanh Trương nhé. Mình sẽ để link ở dưới đây. Cảm ơn Trương rất là nhiều. À đây, cảm ơn Trương rất là nhiều. Cảm ơn Trương nhá. Vâng, đây bye bye, xin chào mọi người. Bye bye, thank you.